Kính thưa cộng đoàn, hôm trước ngày bước vào cuộc vượt qua, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích truyền chức thánh. Qua đó, Chúa ban cho giáo hội các linh mục của Chúa. Cha thánh Gioan Maria Vianney đã từng nói, linh mục là quà tặng lớn nhất mà trái tim Chúa có thể ban cho một cộng đoàn, là quà tặng cao quý nhất, nên cần được đón nhận với lòng tri ân cảm tạ sâu xa nhất. Thật ý nghĩa, trong ngày lễ hôm nay, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, sẽ truyền chức linh mục cho 16 thầy phó tế được tuyển chọn. Các tiến chức hôm nay đều thuộc khóa 1, là hoa trái đầu mùa của Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Nhờ việc được đặt tay và hiến thánh, quý thầy sẽ trở thành linh mục, trở thành cộng sự viên đắc lực và thân cận của hàng giám mục. Xin cho các tiến chức luôn mang nơi mình con tim biết chạy lòng thương, say mê Đức Kitô, luôn thao thức ra đi và nhiệt thành loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho mọi loại thụ tạo. Sau đây là đôi nét về quý thầy sẽ lãnh nhận chức linh mục hôm nay. Thầy Giuse Trần Văn Biên, sinh năm 1986, với châm ngôn đời linh mục: yêu như thầy đã yêu. Thầy Gioan Tô Văn Dũng, sinh năm 1986, với châm ngôn đời linh mục: trở nên tất cả cho mọi người. Thầy Đa Minh Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1983, với châm ngôn đời linh mục: xin vâng. Thầy Giuse Vũ Văn Đình, sinh năm 1982, với châm ngôn đời linh mục: hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa. Thầy Đa Minh Vũ Văn Hiệp, sinh năm 1984, với châm ngôn đời linh mục: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thầy Gioan Bautista Vũ Văn Khắc, sinh năm 1989, với châm ngôn đời linh mục: nguyện danh Cha cả sáng. Thầy Đa Minh Nguyễn Văn Lãm,
sinh năm 1985, với châm ngôn đời linh mục: Đức Chúa sẽ liệu. Thầy Giuse Hoàng Văn Lợi, sinh năm 1986, với châm ngôn đời linh mục: Xin vâng. Thầy Giuse Phạm Văn Phi, sinh năm 1986, với châm ngôn đời linh mục: Bình an cho anh em. Thầy Giuse Vũ Văn Phong, sinh năm 1984, với châm ngôn đời linh mục: Thành tín và yêu thương. Thầy Vinh Sơn Ngô Văn Quyến, sinh năm 1981, với châm ngôn đời linh mục: Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Thầy Giuse Vũ Văn Quỳnh, sinh năm 1985, với châm ngôn đời linh mục: Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Thầy Đa Minh Lương Văn Thuyên, sinh năm 1987, với châm ngôn đời linh mục: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa. Thầy Lorenzo Đặng Xuân Tiến, sinh năm 1980, với châm ngôn đời linh mục: Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời. Thầy Phêrô Vũ Văn Tuyến, sinh năm 1980, với châm ngôn đời linh mục: Ta đã chọn con. Thầy Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1987, với châm ngôn đời linh mục: Số mạng con chính Ngài nắm giữ. Được tuyển chọn giữa cộng đoàn và được đặt làm đại diện cho cộng đoàn trong những việc thuộc về Thiên Chúa, để hiến thánh lễ vật và hy tế đền tội. Thánh chức linh mục trước hết và trên hết là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban cho nhân loại. Vì thế, trong thánh lễ hôm nay, cộng đoàn chúng ta vui mừng và hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cùng với quý thầy sắp lãnh nhận thánh chức linh mục. Đồng thời, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy trong thánh lễ tạ ơn này. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuân đổ muôn hồng ân trên các tiến chức, để các ngài thực sự là hiện thân của Chúa Kitô giữa gian trần, là ngọn hải đăng chỉ đường tới chân thiện mỹ, là muối men ướp mặn cho đời, là mục tử như lòng Chúa ước mong.
khi đời con tô điểm những bước, những bước chân reo vang tin mừng, từng bước ngài dìu dắt con đi. Ôi Chúa tình yêu mến thương ngâm chức thánh. Các linh mục được thánh hiến theo hình ảnh của Đức Kitô, vị linh mục tối cao và đời đời, để rao giảng tin mừng, chăn dắt các tín hữu và cử hành việc phụng tự linh thánh như những tư tế đích thực của tân ước. Dưới quyền giám mục, các linh mục thánh hóa và coi sóc đoàn chiên Chúa đã trao phó cho mình. Các ngài làm cho giáo hội phổ quát nên hữu hình ngay tại địa phương và góp phần hữu hiệu vào việc xây dựng toàn thân mình Chúa Kitô. Căn tính của linh mục bắt nguồn từ việc thông phần đặc thù vào chức tư tế của Chúa Kitô, làm cho linh mục trở nên cho giáo hội và trong giáo hội hình ảnh chân thực, sống động và trong suốt của linh mục, một biểu tượng mang tính bí tích của đầu và chủ chăn. Các linh mục là những người lãnh đạo để tìm những điều thuộc về Đức Giêsu Kitô. Các ngài cũng làm việc và sống giữa muôn dân theo gương của Thầy Chí Thánh, Đấng đã đến với con người không phải để phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người.
Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người. Xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, sáng hôm nay tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Bùi Chu thân yêu chúng ta, cùng với quý cha, quý khách, quý ân thân nhân xa gần, vui mừng quy tụ về đây, về chính ngôi vương cung thánh đường dâng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, là quan thầy của giáo phận Bùi Chu, cũng là quan thầy của Đại chủng viện Bùi Chu thân yêu. Chắc chắn rằng mỗi người giáo dân trong giáo phận thân yêu chúng ta đều cảm nhận được sự trợ lực rất quý báu qua lời bầu cử đắc lực của Mẹ vô nhiễm quan thầy, cũng như từng anh em chúng sinh trong mái trường Đại chủng viện, để rồi chúng ta cánh đồng truyền giáo của giáo phận có ngày vui hôm nay dâng tiến lên Chúa 16 tân chức linh mục là hoa quả đầu mùa của Đại chủng viện Mẹ vô nhiễm Bùi Chu. Chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa, cũng như tha thiết cầu xin Chúa ban cho 16 tân chức ngày hôm nay được luôn quảng đại và trung thành, nhiệt thành với tác vụ thánh lãnh nhận, cũng như hết mình để chăm sóc đoàn chiên được trao phó, trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước, như giáo hội đang thiết tha mong mỏi cho cánh đồng truyền giáo khắp nơi, cũng như cách riêng tại giáo phận Bùi Chu chúng ta. Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện cho Đức Cha Cố Giuse quý yêu, cầu nguyện cho quý ân nhân của giáo phận, quý ân nhân của Đại chủng viện Mẹ vô nhiễm Bùi Chu, cách riêng các ân thân nhân của các tiên chức ngày hôm nay, những người còn sống cũng như đã qua đời, xin Chúa thương chúc lành cho tất cả. Với những tâm tình và ước nguyện đó, giờ đây mỗi người chúng ta khiêm tốn nhìn lại những yếu hèn, tội lỗi, thiếu sót của chúng ta và khẩn nài lòng thương xót vô cùng của Chúa, thương thứ tha thanh tẩy tâm hồn chúng ta, hầu xứng đáng cùng với Mẹ vô nhiễm quan thầy dâng thánh lễ tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xuống phạt lên Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện lành. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con chung cùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Lạy con một Thiên Chúa.
Thiên Chúa chúng con, Chúa đã dùng thừa tác vụ linh mục để cai quản dân Chúa. Xin ban cho các pho tê của hội thánh Chúa mà hôm nay Chúa thương chọn lên chức linh mục được kiên tâm phục vụ thánh nghi Chúa, để họ biết dùng thừa tác vụ và đời sống của mình mà làm vinh danh Chúa trong Đức Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài xích sách dân số. Ngày ấy, ông Mô-xê thưa với Đức Chúa: Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không, mà Ngài lại bảo con: Hãy bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng. Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn. Ấy là nếu con đẹp lòng Ngài. Đừng để con thấy mình phải khổ nữa. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: Hãy tập họp lại cho ta 70 người trong số kỳ mục Israel, những kẻ ngươi biết là kỳ mục và ký lục trong dân. Ngươi sẽ đem chúng đến lều hội ngộ, để chúng đứng đó với ngươi. Ta sẽ xuống đó nói chuyện với ngươi. Ta sẽ lấy một phần thần khí đang ngự trên ngươi mà đặt trên chúng. Chúng sẽ cùng với ngươi gánh vác dân này, và ngươi sẽ không còn phải vác một mình nữa. Ông Mô-xê ra nói lại với dân những lời của Đức Chúa. Ông tập họp 70 người trong số kỳ mục của dân và đặt họ đứng chung quanh lều. Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-xê. Người lấy một phần thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên 70 kỳ mục. Đó là lời Chúa. Amen.
muôn thuở con mãi là thương thế, theo phẩm trần men ký xê đê. Sấm ngôn của Đức Chúa, ngõ cùng Chúa thương tôi. Bên hiệu cha đây, con lên chỉ để rồi bao đình thu, cha sẽ đà làm về dưới chân con. Muôn thuở con mãi, muôn thuở con mãi là mãi là đường theo vòng treo em chi. Từ Sion Đấng Chúa sẽ mở quyền vương đế của ngài, giữa lòng đình quốc xin ngài là bá chủ. Muôn thuở con mãi, muôn thuở con mãi là mãi là thương theo vòng treo em chi. Chúa phán bảo tôi ra, ngày đăng quang con nắm quyền thu lại, về huy hoàng rừng rỡ tựa thần linh. Ngày trương lung hừng đông xuân hiền từ lòng cha, cha đã sinh ra. Chúa sẽ thực hiện lời hứa người tin chung muôn đời, rằng muôn thuở con là thương thế theo phẩm trần men ký xê đê, rằng muôn thuở con là thương thế theo phẩm trần men ký. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát thì phải chân thành. Ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã nói cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Nghi thức phong chức linh mục. Nghi thức phong chức linh mục hôm nay gồm 3 phần: phần mở đầu, phần chính yếu với nghi thức đặt tay và lời nguyện phong chức, và phần diễn nghĩa. Phần mở đầu: giới thiệu và tuyển chọn các ứng viên. Chúng con trân trọng kính mời Cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng, Phó Giám đốc Đại chủng viện, gọi tên các thầy sẽ tiến chức hôm nay. Sau lời thỉnh cầu của Cha Phó Giám đốc và lời chấp thuận tuyển chọn lên chức linh mục của Đức Giám mục, cộng đoàn chúng ta đáp lại tạ ơn Chúa và nổ tràng pháo tay chúc mừng. Mời các thầy sắp thủ phong linh mục tiến lên. Thầy Giuse Phạm Văn Phi. Thưa con đây. Thầy Giuse Vũ Văn Đình. Con đây. Thầy Phêrô Vũ Ngọc Thuyến. Thưa con đây. Thầy Đa Minh Lương Văn Thuyên. Thưa con đây. Thầy Lorenzo Đặng Xuân Tiến. Thưa con đây. Thầy Giuse Hoàng Văn Lợi. Thưa con đây. Thầy Đa Minh Nguyễn Văn Đạt. Thưa con đây. Thầy Đa Minh Nguyễn Văn Lám. Thưa con đây. Thầy Giuse Trần Văn Biên. Thưa con đây. Thầy Giuse Vũ Văn Phong. Thưa con đây. Thầy Gioan Tô Văn Dũng. Thưa con đây. Thầy Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn. Thưa con đây. Thầy Vinh Sơn Ngô Văn Khuyến. Thưa con đây. Thầy Đa Minh Vũ Văn Hiệp. Thưa con đây. Thầy Giuse Nguyễn Văn Quỳnh. Thưa con đây. Thầy Gioan Bautista Vũ Văn Khắc. Thưa con đây. Kính thưa Cha, Hội Thánh Mẹ chúng ta xin Cha phong chức linh mục cho những anh em này.
Những thầy này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những thầy này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức linh mục. Tạ ơn Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, trong niềm hân hoan lớn lao của cả giáo phận Bùi Chu thân yêu chúng ta, trong ngày vui mừng trọng đại hôm nay, mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây hay đang hiệp thông với chúng ta dâng thánh lễ này, chắc chắn đều cảm nghiệm sâu sắc tình yêu thương quan phòng của Chúa tuôn tràn trên giáo phận nhỏ bé chúng ta. Đặc biệt từ khi Đại chủng viện Quần Phương và Mẫu Tâm không còn được hoạt động, Chúa vẫn lo cho đoàn chiên của Ngài có những vị mục tử tận tụy chăm sóc. Và niềm hy vọng đã được thắp sáng lên khi Tòa Thánh chuẩn nhận việc thành lập Đại chủng viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Bao nhiêu những lo toan vất vả, mồ hôi và nước mắt, cùng với biết bao những lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm, những công sức và tiền của, cũng như từng bát cơm nhát cá của mọi thành phần dân Chúa đổ dồn cho mái trường Đại chủng viện thân yêu, để rồi toàn giáo phận có ngày vui mừng hôm nay khi chính chúng ta chứng kiến những hoa quả đầu mùa của Đại chủng viện. Vâng, trước mặt chúng ta đây, những người con, người cháu, những bạn bè thân thiết, những môn sinh yêu quý, 16 thầy phó tế thuộc khóa 1 của Đại chủng viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu sắp được phong lên chức linh mục, tiếp nối sứ mạng cao cả của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành. Phần chúng con sắp lãnh nhận chức linh mục rất thân mến. Các con sẽ được gọi lên chức linh mục để thi hành nhiệm vụ giảng huấn cho dân Chúa, nghĩa là truyền đạt, diễn giải lời Chúa và chỉ vẽ cho anh chị em mình cách sống và áp dụng lời Chúa vào trong đời sống hàng ngày. Để làm tốt nhiệm vụ đó, trước tiên các con phải chuyên chăm học hỏi, nghiên cứu trong các nguồn mạch tài liệu chính thống của Hội Thánh. Nếu không, sẽ dễ sa vào nguy cơ bóp méo lời Chúa theo ý kiến riêng tư của mình, hoặc đầu độc dân Chúa bằng những lý thuyết bề ngoài xem ra xa lạ hấp dẫn, nhưng bên trong có thể là độc dược hủy hoại các tâm hồn. Đi đôi với việc học hỏi nghiên cứu, cần phải suy ngẫm lời Chúa trong cầu nguyện. Và khi các con đã xác tín và cảm nghiệm được chân lý, vẻ đẹp và ích lợi của các giáo lý ấy, các con sẽ là người tin điều mình đọc, dạy điều mình tin và thực hành điều mình dạy. Như thế, giáo lý các con truyền đạt sẽ trở nên lương thực bổ dưỡng để nuôi dân Chúa. Mẫu gương đời sống đạo đức của các con rập theo gương và lời Chúa dạy sẽ có sức thuyết phục và lôi cuốn người khác làm theo. Các con cũng phải thi hành tác vụ thánh hóa các tâm hồn trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Hằng ngày khi dâng thánh lễ trên bàn thờ, các con hãy ý thức việc các con làm noi theo điều các con thực hiện, nghĩa là cùng chết với Chúa Kitô. Khi các con từ bỏ nết xấu và tội lỗi, chế ngự con người xác thịt yếu hèn, để cùng sống lại với Chúa trong một cuộc sống mới, cuộc sống trong sạch, thánh thiện và nhân đức. Nhờ đức ái mục tử và gương sống của các con, dân Chúa cũng biết tế lễ chính mình, sống phục vụ, hy sinh và bác ái chân thành. Nhờ sự kết hợp với mình vào máu Thánh Chúa Kitô khi tham dự thánh lễ các con dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày, họ được hiệp cùng với lễ tế của chính Chúa Kitô, hoàn thành lễ tế thiêng liêng của người tín hữu và hiệp thông vào sứ mạng cứu rỗi các linh hồn. Khi rửa tội quy tụ người ta vào dân Thiên Chúa, khi nhân danh Chúa Kitô và Hội Thánh ban phép giải tội, khi sức dầu Thánh nâng đỡ bệnh nhân, khi cử hành các nghi lễ thánh, khi dâng lời tạ ơn và cầu nguyện trong các giờ kinh phụng vụ, không những thay cho dân Chúa mà còn là thay cho toàn thể thế giới. Những khi ấy các con hãy nhớ rằng
mình được tuyển chọn giữa loài người và được nhắc lên thay thế họ để lo những việc thuộc về Thiên Chúa. Vậy các con hãy luôn luôn vui vẻ chu toàn nhiệm vụ của Đức Kitô Thượng Tế trong đức mến chân thật, không tìm kiếm những gì thuộc về mình, nhưng tìm kiếm những gì thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Các con được trở nên linh mục của Chúa trong thời điểm này là do lòng thương xót vô cùng của Chúa. Cảm nghiệm lòng thương xót nhân hậu vô cùng của Chúa như chính Đức Thánh Cha Francisco đã cảm nghiệm sâu sắc qua ơn tha thứ và hồng ân được tuyển chọn làm tư tế. Các con hãy sống và thực thi lòng thương xót trong suốt đời linh mục của mình. Có thể các con không xóa tan được nỗi thống khổ của tha nhân, nhưng chính sự hiện diện, sự quan tâm ân cần của các con, đặc biệt những lời cầu nguyện và hy sinh giữa những nỗi thống khổ của đoàn chiên, sẽ đem lại cho họ niềm hy vọng và sự chữa lành. Và như vậy các con sẽ thực sự trở nên các thừa tác viên của lòng thương xót Chúa. Các con hãy lưu tâm đặc biệt việc đồng hành và hướng dẫn giới trẻ, cách riêng đối với các bạn trẻ trong đời sống gia đình, nhưng không bỏ quên các em thiếu nhi và thiếu niên tại các nơi chúng con được sai đến để phục vụ, giúp các em dần dần trưởng thành hơn về mọi phương diện. Sau hết, khi các con liên kết và vâng phục Đức Giám Mục, đoàn kết cộng tác với các anh em linh mục thi hành nhiệm vụ thủ lãnh và mục tử của Chúa Kitô, các con hãy cố gắng quy tụ các tín hữu thành một gia đình, giúp họ luôn sống thành một cộng đoàn chuyên chăm cầu nguyện, để rồi mỗi mái ấm gia đình trong đoàn chiên của các con sẽ trở nên một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất, biết quên mình phục vụ giúp đỡ mọi người, biết tôn trọng bảo vệ môi trường và sự sống. Chúa ban cũng như biết loan báo và giới thiệu về một Thiên Chúa tình yêu, về đạo bác ái yêu thương cho tất cả mọi người. Trong cộng đoàn sẽ được trao phó cho các con. Các con là người cha, là mục tử khôn ngoan, can đảm, hiền từ, nhưng cương quyết tận tụy phục vụ và hy sinh để chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và thánh hóa đoàn chiên theo chính gương mẫu của Chúa Kitô là mục tử nhân lành, đã đến để phục vụ ban sự sống và cứu rỗi đoàn chiên. Là những hoa quả đầu mùa của Đại chủng viện Bùi Chu thân yêu, các con còn phải nâng đỡ, hướng dẫn, thương yêu các lớp đàn em, cả các em tiền chủng viện và dự tu. Cách đặc biệt các con cổ võ và vun trồng nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ nơi đoàn chiên được trao phó cho các con. Yêu thương chính là trao ban, là hiến thân phục vụ, là quan tâm chăm sóc, là rộng mở cõi lòng chúng ta. Trong ngày vui của cả giáo phận hôm nay, chúng ta hiệp thông với tâm tình của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, dâng lên Chúa lời nguyện chân thành thiết tha. Lạy Chúa Giêsu, linh mục đời đời, xin gìn giữ các linh mục Chúa trong mái ấm thánh tâm Chúa, nơi không gì có thể hại được các ngài. Xin gìn giữ cho được trong trắng và siêu thoát tâm hồn của các ngài đã được đóng ấn cao trọng của chức linh mục vinh quang Chúa. Xin bao phủ các ngài bằng tình yêu linh thánh của Chúa và che chở các ngài khỏi mọi vương vấn thế gian. Xin chúc phúc cho những lao nhọc của các ngài được đầy hoa trái. Ước chi những linh hồn được các ngài coi sóc trở nên niềm vui và niềm an ủi cho các ngài nơi trần gian, và trở nên những chiều thiên xinh đẹp và vĩnh cửu của các ngài trên thiên đàng. Amen. Các tín chức tuyên bố lời hứa. Mời các tín chức bước lên, đứng trước mặt Đức Giám Mục để được ngài thẩm vấn. Các con rất thân mến, trước khi lên chức linh mục, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Các con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục như là cộng sự viên tốt của hàng giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa
theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Các con có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin công giáo không? Các con có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong hy tế tạ ơn và bí tích hòa giải không? Các con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện, mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho toàn dân đã được trao phó cho các con không? Các con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Tiếp theo, từng tiến chức đến quỳ trước mặt Đức Giám Mục, hai tay chắp lại và đặt trong tay Ngài. Con cứ hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Thank you.
cho con luôn sống hiền hòa, biết đem niềm vui đến, cho con biết quên đời mình để hiến thân vì yêu. Xin cho con chết một đời nên lễ dâng toàn thiêu, xin cho con vững một niềm lòng mãi mãi mến kinh cầu các thánh. Mời cộng đoàn đứng, Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn cầu nguyện. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng gia tăng ơn thiêng trên các tôi tớ Chúa đây là những kẻ Chúa thương gọi lên chức linh mục. Mời các tiến chức phụ phục cộng đoàn quỳ cùng với ca đoàn hát kinh cầu các thánh. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Thánh nữ
xa hai đồng Giê-xu. Cầu cho chúng con. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ên. Cầu cho chúng con. Thánh Gioan Maria Vianney. Cầu cho chúng con. Thánh nữ Catarina thành Siena. Cầu cho chúng con. Thánh nữ Teresa thành Avila. Cầu cho chúng con. Thánh Gioan Phaolô hai. Cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Xin Chúa tỏ lòng khoan dung. Xin Chúa cứu chữa chúng con với mọi sự dữ. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi phạm tội. Chiều trên và sông lại. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa ban Thánh Thần xuống. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Chúng con là kẻ có tội. Xin Chúa nghe lời chúng. Xin Chúa đoái hy thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ đấng thánh cha cùng các phẩm trần hội thánh trong tinh thần đau đớn. Cho các vị thù phong này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chúng lành và thánh hóa các vị thù phong này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chúng lành thánh hoa và thánh hiến căn vì thu phong này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho các dân tộc đường bình an và hòa thuận với nhau. Xin Chúa nghe. Xin nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con nài xin Chúa nhẫm lời chúng con mà đổ tràn ơn phung Chúa Thánh Thần và ơn chức linh mục trên các tôi tớ Chúa đây, hầu những người chúng con dâng lên cho Chúa nhân từ để được thánh hiến sẽ luôn luôn được Chúa rộng tay ban ơn che chở. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời các tiến chức trỗi dậy, cộng đoàn ngồi. Phần chính yếu: đặt tay và lời nguyện phong chức. Mời từng tiến chức tiến lên trước mặt Đức Giám Mục và quỳ xuống. Ngài thinh lặng đặt hai tay trên đầu tiến chức.
mời các tiến chức quỳ. Mời quý cha đã được chỉ định tiến ra đặt tay trên đầu tiến chức. Đứng. Đức giám mục đọc lời nguyện phong chức linh mục. Lạy Chúa là Cha chi thánh, xin nhậm lời chúng con. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là đấng tạo dựng phẩm ra con người và là đấng ban phát mọi ơn. Nhờ Cha mà muôn loài tiên triến, nhờ Cha mà muôn vật kiên vững.
để hình thành một dân tư tế, Cha nhờ sức mạnh Thánh Thần xếp đặt các thừa tác viên của Đức Kitô Con Cha ở những phẩm hàm khác nhau trong cùng một chức thánh. Ngay ở thời Cựu Ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tinh. Vì khi Cha đặt Môi-se và A-ha-rôn cai trị và thánh hóa dân chúng, Cha đã cho những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ vào tập thể và công việc của các ông. Vì vậy, trong hoang địa, Cha đã phân phát thần chi của Môi-se cho 70 người có trí thông minh, để khi dùng họ phù du, ông có thể cai trị dân Cha một cách dễ dàng hơn. Cùng vậy, Cha đã thông ban sự sung mãn của A-ha-rôn cho con cháu ông, để chức tư tế theo lệ luật có đủ người dâng các hy tế nhà tam là hình bóng về những hồng ân sau này. Nhưng vào thời sau hết lạy Cha chi thánh, Cha đã sai đến thế gian con Cha là Đức Giêsu, người là vị sứ giả và là đấng thượng tế của hội thánh chúng con. Người đã nhờ Thánh Thần mà dâng lên Cha chính mình làm hy lễ vẹn sành. Người đã cho các tông đồ của Người tham gia vào sứ mạng của Người sau khi họ đã được thanh hóa trong chân lý. Và Cha đã ban thêm cho họ những công sự viên để rao giảng và thi hành công cuộc cứu độ khắp cả trần gian. Giờ đây lạy Cha, chúng con nài xin Cha cùng thương ban cho con người yêu đuối của chúng con được những người này để trợ giúp. Vì chúng con cần có những người này để chu toàn chức tư tế tông truyền. Lạy Cha toàn năng, chúng con nài xin Cha ban chức linh mục cho các tôi tớ Cha đây. Xin Cha đổi mới thần chi thanh hóa trong lòng các thầy, cho các thầy biết chu toàn chức vụ nhị phẩm nhận được từ nơi Cha, và cho các thầy biết cải thiện phong hóa thế gian bằng gương sáng đời sống của mình. Xin cho các thầy trở nên các công sự viên tốt của hàng giám mục chúng con, đến lời phúc âm do các thầy rao giảng, nhờ ơn Thánh Thần sinh hoa kết quả trong lòng người ta và vang dội đến tận cùng trái đất. Xin cho các thầy cùng với chúng con trở nên các người trung thành phân phát các mầu nhiệm của Cha, để dân Cha được đổi mới nhờ phép rửa tay sinh, được bồ dưỡng nơi bàn thờ, và để tội nhân được giáo hòa cũng như bệnh nhân được nâng đỡ. Lạy Cha, xin cho các thầy biết liên kết với chúng con để khẩn cầu lòng thương xót của Cha cho đoàn dân đã được trao phó cho các thầy cũng như cho toàn thể thế giới. Như vậy, toàn thể các dân tộc được tập hợp lại trong Đức Kitô sẽ trở thành dân Cha duy nhân được kiện toàn trong nước Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con, Người hằng sống hằng trị cùng Cha, trong sự hiệp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Mời cộng đoàn ngồi, các tân chức đứng dậy. Nghi thức diễn nghĩa. Mời quý ông bà cố lên dâng áo lễ cho các tân chức. Thank you.
mời quý cha nghĩa phụ giúp các tân chức mặc áo lễ. Tấm áo trao con ngày thủ phong linh mục là những hy sinh của tình cha nghĩa mẹ. Đời bao gian khó, mẹ cha nặng gánh đôi vai, để con hôm nay niềm vui chưa tràn dâng đời. Dầu bàn tay mời từng tân chức tiến đến quỳ trước mặt Đức Giám mục để được Ngài sức dầu lòng hai bàn tay. Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Chân lý soi lòng thế nhân,
một đời con như ánh sáng tràn gió. Chúa đã sinh sầu và thánh hiến con, cho con làm người của Chúa, cho con thuộc trọn về Chúa. Một đời con đây hoàn toàn xin vâng, từ nay xin Chúa dùng con như nguyện sống theo gương Ngài, tình yêu hiến dâng cho đi chẳng chút từ nan. Con nên tôi ta siêu hiền tín trung, một đời thanh thoát không gì vấn vương. Vì đoàn chiên Chúa con hiến mạng sâu. Chúa đã sinh sầu và thánh hiến con, cho con làm người của Chúa, cho con thuộc trọn về Chúa. Một đời con đây hoàn toàn xin vâng, từ nay xin Chúa dùng con như khi cụ tình yêu nhiệm. Trao bánh rượu và trao hôn bình an, Đức Giám Mục trao vào tay từng tân chức đĩa và chén thánh, đồng thời Ngài trao hôn bình an cho từng tân chức. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm noi theo điều con thực hiện và lập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm noi theo điều con thực hiện và lập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Kêu mời hân hoan tìm đến để dâng hiến cho tuổi sai, muốn sống cho Ngài và đem xưng sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xưa phù hoa dền bao ước mơ hoang đàng. Đôi khi lệ rơi còn như nuối tiếc tuổi xuân. Đã bước theo Ngài thì xin chung tín đến cùng. Đi trong thế giới hận thù gieo mến thương đầy vơi. Đời con ghi dấu chân hoàng đàng, bao nhiêu hồng ân bỏ qua chuốc bao khổ đau. Có lúc đam mê để rồi nặng chịu ê chề, nay nương bóng Chúa lẽ sống cho đời con. Sống cho Ngài và đem sức sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi.
Mời quý cha và cộng đoàn đứng. Mời các tân chức chúc bình an chung cho các linh mục và cộng đoàn phụng vụ. Xin quý cộng đoàn vỗ tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các tân linh mục. Nghi thức truyền chức linh mục kết thúc, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể. Các linh mục của Chúa phục vụ bàn thờ và dân Chúa, nhờ gia trì của hy lễ này, xin Chúa thương làm cho việc phục vụ của các tôi tớ Chúa luôn đẹp lòng Chúa và có thể đem lại hiệu quả tồn tại mãi trong hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đáo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Bằng việc sức dầu Thánh Thần, Cha đã đặt con một Cha làm vị thượng tế của giao ước mới và vinh cửu, và đã đoái thương an bài cách kỳ diệu.
là cho chức tư tế duy nhất của người được duy trì trong hội thánh. Vì chưng chính người không những ban chức tư tế hoàng vương cho dân được chọn làm sơ hữu, mà còn lấy tình huynh đệ tuyên cho những người tham dự vào thừa tác vụ thánh của mình qua nghi thức đặt tay. Những người này nhân danh người làm sống lại hy tế cứu độ nhân loài, khi dọn cho các con cái cha bữa tiệc vượt qua, và làm gương cho dân cha bằng đức mến, nuôi dưỡng họ bằng lời cha và bổ sung họ bằng các bí tinh. Khi phó mạng sống cho cha và phần rồi các anh chị em, những người đó cố gắng trở nên giống hình ảnh của chính Đức Kitô và hằng làm chứng cho cha về lòng tin và lòng mến. Vì thế lạy cha cùng với toàn thể các thiên thần cùng các thánh, chúng con hoan hỷ tung hô và xưng tụng cha rằng: lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thân ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa,
Xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Tôma, Giám mục Giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cho nhớ đến những con cái của Cha là những tân linh mục mà hôm nay Cha đã ban cho hội Thánh, cũng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là các đấng bậc, các vị ân thân nhân của giáo phận và của các tân linh mục mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phong cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Sự vui khi nắng mưa sầu, theo vui tiếng con.
cho của lễ thánh mà chúng con vừa hiến dâng và lành nhân. Ban sức sống cho các linh mục và mọi tôi tớ Chúa, để khi được liên kết với Chúa bằng tình yêu vinh cửu, họ xứng đáng phụng thờ Chúa uy linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời các tân linh mục tiến ra trước bàn thờ để được Đức Giám mục ban phép lành trọng thể. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là đấng thiết lập và cai quản hội thánh, dùng ân sủng của Người mà không ngừng bảo vệ các con, để các con trung thành chu toàn các nhiệm vụ của chức linh mục. Chính Người đã làm cho các con trở nên tôi tớ và chứng nhân phục vụ tình yêu và chân lý của Người trong thế gian, và nên thừa tác viên trung thành thực hiện việc giao hoàng. Người cũng làm cho các con trở nên các mục tử chân chính, phân phát bánh thánh và lời hằng sống cho các tín hữu, để họ tăng trưởng hơn trong sự hiệp nhân của thân thể Đức Kitô. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an tọa. Giờ đây, một cha mới đại diện cho các tân linh mục dâng lời cảm ơn Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn. Con xin trân trọng kính mời. Trọng kính Đức Cha Tô-ma, Giám mục Giáo phận. Kính thưa Cha Chính Giáo phận, Cha Phó Giám đốc, cùng quý cha trong ban giám đốc Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, quý cha tòa giám mục, quý cha quản hạt, quý cha nghĩa phụ, quý cha trong và ngoài giáo phận. Kính thưa quý thầy phó tế, quý bề trên các dòng tu và tu hội, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, quý chức ban hành giáo, quý bố mẹ, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể quý cộng đoàn. Trong niềm vui trọng đại và tâm tình tri ân ngày lãnh nhận thánh chức, con xin thay lời cho các tân linh mục thưa lên cùng Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn tâm tình của chúng con. Chúng con xin cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Vì tình yêu, Chúa đã dựng nên chúng con, cho chúng con được làm con Chúa trong lòng hội thánh. Chúa còn trao cho chúng con chức linh mục, thừa tác để phụng thờ Chúa, cho dẫu chúng con vẫn còn đầy những bất toàn. Chúng con bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Cha Tô-ma, Người Cha Chung của giáo phận. Đức Cha đã luôn cầu nguyện, yêu thương và ân cần dạy dỗ chúng con. Với tấm lòng hiền phụ bao dung, Đức Cha luôn quảng đại và sẵn sàng kiên nhẫn hướng dẫn chúng con để chúng con được lớn lên về mọi phương diện. Đức Cha đã tin yêu tuyển chọn chúng con lên hàng giáo sĩ. Và hôm nay, qua việc đặt tay của Đức Cha, chúng con được trở nên những linh mục của Chúa. Chúng con tưởng nhớ và tri ân Đức Cha Cố Giuse Hoàng Văn Tiệm. Đức Cha Giuse là người khởi xướng, cũng là người đã dành bao tâm huyết và công sức để thiết lập Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.
Đức Cha đã tuyển chọn chúng con vào học khóa đầu tiên của Đại Chủng Viện và dìu dắt chúng con từ những bước khởi đầu của Đại Chủng Viện. Nguyện xin Thiên Chúa ân thưởng nước trời cho Đức Cha. Chúng con xin tri ân Cha Chính Giáo Phận, quý Cha Tòa Giáo Mục, quý Cha Quản Hạt, quý Cha Xứ cùng toàn thể quý Cha trong và ngoài Giáo Phận đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Cách đặc biệt, chúng con bày tỏ lòng biết ơn tới quý Cha trong Ban Giám Đốc, quý Cha Linh Hướng, quý Cha Giáo của Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Quý Cha đã thương yêu, tận tâm, tận tình đào tạo và hướng dẫn chúng con vì các chiều kích cần thiết cho đời sống và sứ vụ linh mục. Quý Cha đã luôn dành những phương tiện tốt nhất để đào luyện chúng con với ước mong những hoa trái đầu tiên của Đại Chủng Viện phải là những trái ngon, những mục tử đẹp lòng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho công việc cao quý của quý Cha. Chúng con xin tri ân quý Cha Xứ và quý Giáo Xứ đã đón nhận, nâng đỡ và hướng dẫn chúng con trong những năm tháng chúng con được gửi tới học tập và thực tập mục vụ. Chúng con xin tri ân quý Cha Nghĩa Phụ, quý Cha trong gia đình Linh Tông đã luôn đồng hành, hướng dẫn và chia sẻ với chúng con trên hành trình ơn gọi. Chúng con xin cảm ơn quý Thầy Phó Tế, quý bề trên các dòng tu và tu hội, quý tu sĩ nam nữ, quý Thầy Chủng Sinh, quý chức, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Cách riêng, chúng con xin hết lòng cảm ơn Cha Quản Hạt Phú Nhai, Cha Phó Du Xe, quý Thầy, quý dì, quý chức Hội đồng Mục vụ, quý ban ngành, đoàn hội và mọi người đã lo liệu, sắp xếp mọi công việc, nhiệt tình cộng tác với Cha Xứ, Cha Phó để thánh lễ hôm nay diễn ra thật thánh thiêng, trang nghiêm và sốt sắng. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý cha và quý vị. Ngày hôm nay, chúng con được yêu thương và tuyển chọn làm linh mục của Chúa, không thể không kể đến những hy sinh, sự trợ giúp và nâng đỡ của quý chức trong ban hành giáo, các giới, các đoàn thể, quý thầy cô, quý ân nhân và các bạn hữu xa gần. Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa và tri ân quý vị. Cách đặc biệt, tình thương và sự tuyển chọn của Thiên Chúa còn ghi dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời chúng con qua tình thương và công ơn của bố mẹ, gia đình cùng mọi người trong gia tộc, họ hàng nội ngoại. Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý bố mẹ, anh chị em và mọi người trong gia tộc. Chúng con xin tưởng nhớ và ghi ơn Cha Cố Đa Minh, quý cố Barnabé, Đa Minh và Maria. Xin Chúa thương ân thưởng nước trời cho các ngài. Trọng kính Đức Cha, quý cha và cộng đoàn, chúng con biết rằng chúng con được trở thành linh mục của Chúa không phải vì đức độ hay tài năng của chúng con, nhưng là do tình thương của Chúa. Vì vậy, chúng con kính xin Đức Cha, quý cha và cộng đoàn tiếp tục yêu thương, cầu nguyện, hướng dẫn và đồng hành với chúng con để chúng con có thể từng bước trở nên người mục tử đẹp lòng Chúa, biết nhiệt tâm trong cánh đồng truyền giáo được sai đến. Chúng con kính chúc Đức Cha, quý Thầy Phó Tế, quý bề trên các dòng tu và tu hội, quý tu sĩ nam nữ, quý Thầy Chủng Sinh, quý cha mẹ cùng cộng đoàn được muôn ơn lành của Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm và Thánh cả Giuse.
Sau cùng, chúng con xin kính dâng lên Đức Cha những bông hoa tươi thắm để biểu lộ lòng hiếu thảo và tri ân của chúng con. Mời cộng đoàn đứng kết thúc thánh lễ. Sau bài hát kết lễ, quý tân linh mục sẽ ban phép lành đầu tay cho cộng đoàn phụng vụ. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Giờ đây, chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, Cha Chính, Quý Cha Giáo, Quý Cha Quản Hạt và Quý Cha Nghĩa Phụ chụp chung bức hình kỷ niệm với các tân linh mục. Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Đường con theo Chúa, có nắng xuân trái lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuốm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ơn thánh diệu huyền, kết giao con bằng bốn cuồng thần duyên. Sau đây con xin trân trọng kính mời các thân nhân ân nhân của các tân linh mục lên chụp hình theo thứ tự. Mời thân nhân của cha Giuse Đỗ Văn Phong, Vũ Văn Phong. Sau đây mời thân nhân của cha Giuse Vũ Văn Phong lên chụp tấm hình lưu niệm với tân linh mục. Sau thân nhân của cha Vũ Văn Phong, xin mời thân nhân cha Gioan Tô Văn Dũng. Xin quý ân nhân khẩn trương. Chúa chẳng thiếu gian khó dằn trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh. Xin thân nhân của cha Giuse Đỗ Văn Phong, Vũ Văn Phong. Người con tâm tối u, Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo con bước theo Ngài đường
thân giá xa vời, dẫu con chỉ là ta. Xin mời thân nhân cha Gioan Tô Văn Dũng. Xin mời thân nhân cha Gioan Tô Văn Dũng lên chụp hình với tân linh mục. Sau thân nhân cha Gioan Tô Văn Dũng, con xin mời thân nhân cha Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn. Con xin kính mời thân nhân của cha Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn đến chụp hình lưu niệm với tân linh mục.